Xin chào tất cả các bạn. Như tập trước thì các bạn cũng có theo dõi những cái tập mà mình đăng lên trải nghiệm về cái công việc và cái câu chuyện của Ngọc Anh và cháu của Ngọc Anh. Thì cũng chỉ mới sang đây được vài năm thôi, nhưng mà công việc ở bên này cũng khá thuận lợi. Thì có thể là kiếm được cả tiền tỷ ở bên Mozambique này. Cái nguyên nhân mà để một người con gái sang bên này thì ngoài cái sự nỗ lực và cố gắng thì cũng phải cần một cái từ cái động lực từ bên ngoài ấy. Theo Ngọc Anh chia sẻ thì lý do mà động lực lớn nhất khi mà để Ngọc Anh sang Mozambique này làm việc là bởi vì là có anh trai và chị dâu đã sống ở bên này một thời gian rất lâu về trước rồi. Và chính cháu Ngọc Anh cũng là lý do như vậy để mới quyết định sang bên này, để mà tạo điều kiện thuận lợi cho em gái và cháu mà sang bên này và làm được công việc, mà kiếm được một cái công việc tốt như vậy. Thì nói chung thì trong đầu mình hình dung là anh trai và chị dâu của Ngọc Anh thì cũng có cái gì đó là cũng rất đặc biệt đây. Thì mình ở đây cũng vài ngày rồi, nhưng mà vì lý do là anh Ca và chị dâu của anh, vợ của anh Ca là chị Ngọc là cũng kiểu như là cũng bận công việc cũng khá nhiều ấy. Nên là hôm nay đây thì mình mới có cơ hội là có thể là sang bên chỗ anh chị và có thể nói chuyện và nghe những cái câu chuyện của anh chị ở bên sống ở bên Mozambique này đây. Thì chắc hẳn là sẽ là một cái câu chuyện rất thú vị đây các bạn. Thì bây giờ mình sẽ mời các bạn đi đến để gặp và nghe những câu chuyện mới về những cái người Việt 9X sống ở bên Mozambique này nhá. Đi thôi. Hôm trước trời mưa quá không được đưa Giáp qua bên nhà mình được. Bây giờ mình sẽ đưa bạn qua nhà mình thăm cửa hàng của anh chị mình nhá. Đi thôi. Anh chị làm có gần đây không? Có gần đây. Nhà mình có cửa hàng tạp hóa bên kia, siêu thị mini với cả mấy cửa hàng nữa. Mình sẽ đưa bạn đi cùng nhá. Okay. Đi. Chỗ này đây hả? Đây, chỗ này đây. Bây giờ mình đi vào chỗ chị dâu mình nhá. Chỗ này là cửa hàng gì đó? Nhìn bên ngoài xem nào. Đây là cửa hàng Big Sun. Big Sun. Đấy, các bạn có thể thấy là chữ mình. Big Sun ở đằng trên này à. Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ vào. Qua ta đi. Tô bên ngay tu. Hola. Eu trazer cliente. Trazer cliente. Ở bên này là một cái tạp hóa mini. Mình thấy bán cả hoa quả và thịt luôn luôn các bạn ạ. Đâu, chị dâu đâu? Chị ơi. Em chào chị. Dạ, chào chị. Em là đi du lịch qua đây. Mấy hôm trước là Ngọc Anh bảo dẫn qua đây mà mấy hôm trước em bận, kiểu với cả anh chị cũng bận, em cũng chưa sang được. Chị chào em nhé. Thế em đến đây bao chưa? Em đến đây tầm gần một tuần rồi chị ạ. Một tuần rồi. Đấy. Thế mình đi được nhiều nơi ở Mozambique rồi nhỉ? Nói chung là trong thủ đô là cũng đi khá nhiều rồi. Đấy. Thế thì cũng hay nhỉ? Dạ. Mới được đến vài ngày đã đi được khá nhiều rồi. À. Chị mở quán này lâu chưa chị? Chị mới mở được có khoảng tầm gần một tháng, ba tuần. Cửa hàng này mới hoạt động thôi nên là nói chung là cũng chưa có lượng khách nhất định ấy. À dạ. Nhưng mà rồi sắp tới khoảng tầm vài tháng nữa thôi thì sẽ đi vào hoạt động bình thường. Thế là có nghĩa là kiểu như chị làm đây là chị làm nhiều cái lĩnh vực khác nhau ở trong Mozambique này đúng không? Mình thì mình chuyên sâu về cửa hàng siêu thị nhỏ mini. Vâng. Đây là chỉ là một phần nhỏ của bên siêu thị của mình. Mình mở bán thịt và bán rau củ quả ấy. Ngoài ra thì mình còn có một siêu thị nữa ngay bên cạnh đây. Ngay bên cạnh đây luôn. Nếu mà bạn muốn xem thì mình có thể giới thiệu cho bạn. Vì là chính vì là ở đây có một cửa hàng rất là đẹp ấy, nên mình lên ý tưởng là cùng một tòa nhà này nhưng mình sẽ lấy luôn hai cửa hàng là của mình luôn. Bạn có thể qua đây rất là gần thôi. Mình sẽ mời các bạn qua siêu thị của chị nhá các bạn. Đây là chị là vợ của anh đây là chị dâu của Ngọc Anh đúng không? Vũ Đại Ca. Vũ Đại Ca. Chị tên gì hả chị? Mình xin giới thiệu, mình tên là Ngọc. Chị Ngọc. Chào bạn Giáp nhé. Dạ. Em cũng có nghe nói là chị sinh năm 91 đúng không? Đúng ạ. Đây là cửa hàng của mình. To nhỉ. Cửa hàng gọi là siêu thị mini. Bata đi. Hola. Bata đi. Hola. Tudo bem? Em người Việt à? Đúng rồi, đây là người Việt Nam đấy bạn. Em người Việt à? Tôi cứ quay thử đi rồi.
Em tên gì ạ? Em giới thiệu tên nhở? Em tên là Ruby. À Ruby à? Hôm trước em đi qua chỗ bạn Huế. Huế. Bạn Huế là bạn ấy cũng làm mở một cái siêu thị mini đấy đúng không? Tất cả các đây là các cháu mình. À. Thì là ngày trước là các cháu qua làm cho mình. Vâng. Thì bây giờ thì mình có để lại cái cửa hàng bên đấy cho cháu mình để cháu mình bán. À. Còn đây là một cháu nữa thì tương lai cũng sẽ thành một người sở hữu một cửa hàng thôi. À. Nghĩa là anh chị kiểu như là cũng làm trước rồi khi mà công việc đã ổn định đúng không? Kiểu gọi gia đình qua đây xong là mình chuyển giao cho gia đình luôn đúng không? Đúng rồi. Bởi vì thực tế là chủ yếu những người cùng mình đây toàn là những người là gia đình rất là gần gũi. Vâng. Của bên nhà chồng mình đưa sang thì là đầu tiên là khi mở cái siêu thị này thì chồng mình có đưa cháu mình sang. Vâng. Sau đó thì đưa thêm em chồng mình. Vâng. Và sau đó thì đưa luôn cả em cháu này nữa. À. Vâng. Nói chung là gia đình rất là đông phụ nữ luôn. À. Phái nữ là chiếm đa số đông. Dạ. Ok, thế chị em mình đi dạo một vòng xem. Bạn có thể qua thăm siêu thị mình. Siêu thị này thì chị mở lâu chưa? Mình cũng được 5 năm rồi. 5 năm rồi. Vâng. Cái siêu thị bên này bên kia là cái nào là trước? Cái bên kia là trước đúng không? Cái này là trước. À, cái này là trước. Cái này mình mở 5 năm rồi. Nói chung là trong quá trình mở thì nó dần dần nó cứ to dần ra, phình to dần ra. Đây bạn có thể xem một số cái mặt hàng ở đây. Vâng. Thì chủ yếu là bán cho người bên này. Vâng. Bên này có đồ kiểu như nước mắm hay cái gì mà hương vị của Việt Nam không chị? Có chứ bạn. Có luôn ạ? Bởi vì mình là người Việt mà. À. Đúng rồi. Đấy các bạn thấy là từ anh chị ở đây là làm xong là cũng xây dựng rồi các thứ rồi cũng kiểu kéo gia đình sang bên này làm đúng không ạ? Tuyệt vời luôn đúng không? Đúng là mình lúc trước khi đến đây thì mình cũng chưa giờ mình nói chuyện với cả anh chị cả nhưng mà mình có nghĩ rằng là kiểu như anh chị đã đến đây lâu rồi ấy, nhưng mà đã kiểu như giúp ích được cho kiểu như những cái người thân trong gia đình đến đây mà làm việc ấy thì mình nghĩ là cũng sẽ có rất nhiều câu chuyện hay nhưng mà quả thật đến đây là mình thấy rất tuyệt vời. Không những mà sang bên này mà xây dựng lên một cái sự nghiệp bên này các bạn ạ mà lại còn giúp ích được cả cho những cái người thân thích trong gia đình sang mà cũng phát triển mà sau này thì càng phát triển hơn nữa thì mình thấy là đúng là một điều tuyệt vời luôn. Mà các bạn thấy là anh chị ở đây là toàn trẻ thôi à? Chị Ngọc đây 91 này, Ngọc Anh 93 này. Đấy rồi, các bạn kia thì là 9 mấy? Sinh năm 2002. Úi dồi ôi, lại còn 202 nữa. Lúc mình đưa sang thì rất là trẻ con, sau vài năm thì cũng lớn dần rồi. À, hay nhờ 202. Mà bạn ấy là sang đây lâu chưa chị? Bạn ấy sang bằng cùng Ngọc Anh luôn. 4-5 năm rồi cơ? Đúng rồi. 202 thì sang đây từ năm bao tuổi? Lúc đấy hình như là 18-19 tuổi. Trời ơi, các bạn ơi, thấy không? Tất cả gia đình thân thiết hết với nhau. Vâng, chính vì thân thiết thì mình có thể đưa bạn ấy sang một thời gian, sau đó dạy về công việc, vâng. Sau đó dần thích nghi về cuộc sống, sau đó thì bạn thích và bạn gắn bó ở đây cũng được vài năm. Đấy. Rồi khi nào mà các bạn vững vàng, mạnh mẽ thì các bạn có thể là làm một cửa hàng riêng. Dạ. Mình sẽ hỗ trợ các bạn. Ôi trời, quá tuyệt vời luôn nhỉ. Đây bạn có thể nhìn thấy một số cái mặt hàng của Việt Nam mình. Dạ. Ví dụ như là bún khô, nấm hương, mộc nhĩ, phở xưa nay. Vâng, bánh đa cua ạ. À, bánh đa cua luôn ạ. À. Úi dồi ôi. Bánh đa cua này. Bánh đa cua thì ở Hải Phòng thì mình ở Hải Dương các bạn ạ. Thì đúng là nói chung là rất thân thiết. Phở. Nhưng mà những cái mặt hàng mà ở Việt Nam như thế này mà mang sang thì những cái người bản địa hay người Trung Quốc người ta đến kiểu người ta có gọi là ưa chuộng kiểu như cái đồ Việt Nam này không chị? Chủ yếu là mình phục vụ cho nhu cầu của người Việt Nam mình. À. Bởi vì là xa quê hương thì cũng khá là ít các mặt hàng ăn uống ấy. Vâng. Phục vụ cái hương vị của mình. À dạ. Ngoài ra thì người Trung Quốc họ cũng ăn một số cái mặt hàng này mình cũng đem làm sao mà kiểu dung hòa một chút có thể bán được cho nhiều người. Vâng. Đúng rồi, người Việt ở đây cũng phải mấy trăm người cơ mà. Bạn có thể thấy chinsu và nước mắm thì đã hết sạch rồi. À. Khách hàng mua rất nhiều. Vâng. Hiện tại thì công hàng của mình cuối tháng này sẽ sang ấy. À, cần hàng gì là đóng hàng từ Việt Nam qua. Đấy, một cái siêu thị này là quá tuyệt vời luôn. Vâng, rất là nhiều mặt hàng đấy ạ. Rất nhiều mặt hàng luôn, đầy đủ hết. Em tên gì hả em? Em tên là Ruby ạ. Ruby á, tên thật là gì? Tên thật là Hương. Hương à? Thế là hồi mới sang này thấy thế nào? Kiểu có hồi đấy có bao nhiêu? Hồi đấy lúc đấy em còn bé lắm mày. Bây giờ em đã trưởng thành rồi. Lúc đấy là bao nhiêu tuổi? Lúc đấy em 19 tuổi. 19 tuổi à? Vâng.
19 tuổi mà sang này cũng ác chiến đấy nhỉ. Mời hồi mới đầu sang thấy có bỡ ngỡ công việc cuộc sống là lúc mới sang thì nói chung là lúc trước ở nhà thì em cũng đã có nghe qua là chị Huế cũng có tâm sự, tại vì chị Huế cũng đã từng qua đây và làm cho cậu em hơn 2 năm rồi. Thì chị Huế cũng có tâm sự với em, thì em cảm thấy là em đã biết trước rồi nên là em không cảm thấy bơ ngỡ hay gì cả. Em cảm thấy rất là bình thường. Nhưng mà có chút vui vẻ vì tại vì được qua bên này được như kiểu là được mọi người trong gia đình ở bên này với lại chị Huế cũng ở bên này cùng nữa. Thì em cảm thấy rất là vui. Nên em không bỡ ngỡ. Công việc này có mệt không? Nói chung là công sức thì đối với người mà cảm thấy lười. Còn nếu cảm thấy em á, thì em cảm thấy là không có gì cả. Tại vì như nào nhá? Em cảm thấy là rất là bình thường thôi. Tại vì công việc hàng ngày á như vậy rồi nên là không cảm thấy là áp lực gì cả. Dạ. Nói chung là không vất vả chân tay nhiều lắm. Bạn nữ nhà mình thì năng động. Nên là tại vì em yêu việc nên em cảm thấy là không có gì vất vả cả. Các bạn thấy là đấy, trong cả một cái gia đình là toàn 9x, cả 2000 thôi mà mọi người rất bản lĩnh và cực kỳ giỏi. Thôi anh chúc em 20 tháng 10 vui vẻ nhá. Em cảm ơn anh. Ok rồi, chào em. Câu hoa không anh? Thế mà vui vui tí mà bạn lại bán hay treo. Cắt đi anh, cắt đi nhanh. Ok anh sẽ quay thôi, đoạn nào không? Đúng rồi. Anh sẽ cắt rồi. Đúng rồi. Như đoạn này anh sẽ cắt đi này hả? Dạ. Thôi mà cắt cái này đi anh. Năm nay 22 tuổi mà xinh gái này thì sang này người yêu người ước thế nào, đã quen anh nào chưa? Có nhiều anh tán không? Nhìn đoán chắc là nhiều anh tán lắm nhỉ. Bí mật anh ơi. Chuyện riêng tư nên bí mật một xíu. Ok. Cảm ơn anh. Em còn được tân. Rồi ôi. Em mà được tân. No. Ok anh cảm ơn em nhá. Dạ tại sao anh lại hỏi như thế? Anh hỏi nhưng mà anh sang châu Phi thì anh gặp được một cô thì sao? Đúng à. Anh thấy là xinh đẹp này, giỏi giang như thế này thì tất nhiên là những cái đấy là những người đàn ông sẽ rất rất thích. Đấy. Vậy hả anh, thật không anh? Thật. Em cảm ơn ạ. Thì chắc lời có rồi đúng không? Lời chia sẻ và lời khen của anh thật là em cảm thấy như kiểu là hãnh diện hơn, vui vẻ hơn. À. Cảm ơn anh. Ok, cảm ơn em ạ. Dạ. Anh ơi, lát nữa đừng quay cái tặng hoa giùm em với. Nhất trí, anh đoạn đấy anh sẽ cắt đi, yên tâm. Okay. Giống anh đăng lên YouTube để chết em. Ok, một ngày vui vẻ nhá. Chỗ này là văn phòng của chị làm đây. Thế là chị làm đây là anh Ca có làm cùng luôn ở đây không chị? Không, nói chung là công việc của bọn mình thì mỗi người một công việc đặc thù riêng. Chồng mình sẽ hỗ trợ mình những phần khác, nhưng mà chủ yếu điều hành công ty thì là mình ở đây. À dạ dạ. Như của Việt Nam mình vậy ta? Đúng rồi em. Đây là sản phẩm nồi của nhà mình mang từ Việt Nam sang. À. Bán. Ồ, nhiều nhỉ. Châu Phi họ rất là thích những cái sản phẩm nồi như thế này, chất lượng rất là tốt từ Việt Nam mình. Mà ở Việt Nam mình thì là nghề rất là nhiều. Đấy thì là mình thấy cái điểm đấy là hay. Thì ở bên này vừa tầm mang sang bên này thì được người dân người ta đón nhận. À thế à. Bất kỳ những ai mà đi qua cửa hàng mà nhìn thấy cái nồi là đều thích thú và đều vào xem, cầm nắm sờ và nói rằng là tôi sẽ quay lại để tôi mua bởi vì đẹp quá. Và giá thành thì rất là rẻ. Họ nói thẳng luôn là rẻ quá. Người dân họ cũng sử dụng nhiều loại nồi rồi. Cho nên họ nhìn thấy cái nồi này của mình thì họ biết ngay là nồi quá tốt, quá đẹp và giá lại còn tốt nữa. Mang cả rất nhiều sản phẩm từ Việt Nam qua các bạn, từ những cái đồ ăn uống này, rồi những cái son nồi như thế này ấy, cũng góp phần một phần nào đấy gọi là make in Việt Nam đúng không chị? Người ta dùng cái đồ Việt Nam thì người ta à tốt. Mình mang nồi của quê hương sang đây thì đúng là một cái hay. Nói chung là vừa làm kinh tế mà nhiều khi họ lại còn biết đến cái thương hiệu của mình nữa. Mình là người Việt Nam thì thường đi đâu khắp thế giới họ nhìn thấy người châu Á họ cũng nghĩ là người Trung Quốc. Thì họ có hỏi là mày đến từ Trung Quốc à? Nhưng mình nói không, tôi đến từ Việt Nam và bây giờ sau gần 5 năm ở đây, hơn 5 năm ở đây thì người dân ở đây khá là biết mình rồi. Và khi họ nhìn mình họ sẽ nói là
Amiga Vietnamita, tức là cô gái người Việt Nam. Chứ họ không nói là China nữa. Thì một cái điều mà mình rất là vui khi là mình ở đây quá rất là lâu rồi. Và mình tiếp xúc với người bản địa và làm trong đầu họ có một khái niệm khác nữa, rằng là chúng tôi là người Việt Nam. Chúng tôi không phải là một người châu Á nào khác. Em thấy cái người Trung Quốc với cả ở đây là khá nhiều ấy, nhưng mà với cả người Việt Nam nữa thì chị, như bản thân chị thấy là ở đây bao nhiêu năm, chị ở đây bao nhiêu năm chị nhỉ? Mình cũng không đếm nhớ rõ nữa, nhưng mà tức là khi mà mình kết hôn thì khoảng tầm 2017. Vâng. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Trời ơi, hình như 6 năm rồi sao? 6 năm. 6 năm rồi. Thì chị sống ở đây cũng khá lâu rồi mà chị, em thấy là người Trung Quốc đấy khá nhiều với người Việt Nam ấy. Nhiều khi mình cứ vừa câu chuyện chị nói là người cứ lẫn lộn người Trung Quốc, người Việt Nam ấy. Nhưng mà chị, như bản thân chị thấy là cái cảm nhận của người cái gì, người bản địa đây nhìn người Việt Nam như thế nào và nhìn người Trung Quốc như thế nào, chị có thể chia sẻ cho em được không? Cái này nó khá là rộng. Nhưng mà đối với riêng bản thân mình thì mình chỉ chia sẻ câu chuyện của riêng mình thôi. Thì tức là cái khu vực này mình sống ngay từ ban đầu, thì khi mình đến đây thì họ bảo là người Trung Quốc mở cửa hàng ở đây. Thì họ đến mua, nhưng mình nói chuyện với họ từ những câu đầu tiên cho đến tận bây giờ, để làm sao mà tất cả những người khách mua hàng người Mozambique này biết rằng mình là người Việt Nam. Và sau đó họ có quay lại và nói rằng là mày đúng là người Việt Nam thật, thật sự là thân thiện. Rất là khác với những người châu Á khác. Rất là người Việt Nam sao mà thân thiện vậy. Vậy là tao biết ngay là người Việt Nam chứ không phải là một người nào khác. Không phải là đến từ quốc gia khác nên là họ dễ nhận biết hơn, bởi vì là họ bảo người Việt Nam rất là hiếu khách và thân thiện đấy. Chứng tỏ là cái câu chuyện này thì mình cũng cảm nhận được là, và những cái cảm nhận của mình ở những cái đất nước khác khi mà mình thấy người Trung Quốc, người Việt Nam ấy các bạn, thì bản thân những người bản địa ở những nước khác và đặc biệt như Mozambique này thì mọi người sẽ kiểu như là thân thiện, cảm tình hơn với người Việt Nam mình ấy. Họ cũng hỗ trợ mình rất nhiều. Những người Mozambique ở đây thì họ đến nói chuyện và họ góp ý cho mình. Họ có bảo mình nên làm thế này, nên làm thế kia và để làm sao sửa đổi ngày càng tốt hơn. Rất là quý trọng cái tình cảm của người Mozambique dành cho người Việt Nam. Chồng chị là anh Ca là có làm việc gần đây không chị? Chồng mình thì làm việc gần đây. Chồng mình điều hành một công ty khác, là công ty xuất nhập khẩu rượu. Một sản phẩm mang thương hiệu từ Việt Nam. Mang qua Mozambique. Không biết là anh kiểu anh có bận bên đấy không? Nếu mà em muốn qua mà gửi chào anh một câu, không biết liệu được không chị? Được chứ bạn. Được. Bởi vì thực sự là để mà gặp người Việt mà đi như này ấy, thì là ít. Nên là mình phải cũng có thể dành chút thời gian chứ. Không quá nhiều. Mình sẽ gọi điện liên lạc với chồng mình rồi mình cùng đi. Em cảm ơn anh. Cảm ơn chị. Alo, anh à. Có bạn Giáp, bạn là người đi du lịch khắp thế giới ấy, thì bạn ấy có qua cửa hàng em, thì bây giờ bạn hỏi là bạn muốn qua chơi cửa hàng anh ấy, thì anh có rảnh không? Ok. Anh hiện vẫn đang ở văn phòng, mình có thể sang được. Ok. Ở chỗ này là cái chỗ mà con đường mà 24 tháng 7, cái đường chính mà chị Ngọc chị ấy thuê để mở cửa hàng này. Ở đây một cái tuyến xe buýt này, các bạn để ý là người dân người ta ở đây người ta có cái văn hóa xếp hàng đấy. Chị ơi, cái mặt bằng mà để mà thuê cái cửa hàng như thế này là bên này là có đắt không chị? Giá thành cũng tương đối bạn ạ. Rơi vào khoảng tầm hơn 1.000 đô một tháng. Hơn 1.000 đô một tháng, dạ. Ok, thì giờ chị em mình đi nhỉ. Đây, chỗ anh Ca làm đây chị. Em là... Hello. Bọn nói thì... bọn ta... Bọn ta đi. Hello. Tôi được bên. Tôi bên trong này. Hello anh. Em chào anh. Xin chào. Rồi, chào anh. Ôi. Đồng chí Giang đúng không? Vâng, anh Ca đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Dạ. Vào đi, vào đi, ngồi đi, ngồi đi. Dạ. Đây. Anh... Anh Ca đây thì mình còn nói chung là mấy hôm nay đến là mình cũng nghe mọi người kiểu nói chuyện với anh chị cũng nhiều ấy, nhưng mà hôm nay đến đây mới được gặp anh chị này. Ngồi đi. Dạ. Thưởng sức hải sản các thứ chưa? Ôi, em ăn rồi mà hải sản bên này rẻ nha anh nhỉ? Bên này hải sản này rẻ mà ngon. Dạ. Anh Huy đóng cho cái cửa. Bên này hải sản này rẻ mà ngon. Ở đây ngoài ra còn có
thịt dê, thịt dê, thịt bò bên này ngon. Thịt dê ở bên này cái là nó không hôi. Còn hải sản bên này thì nó tươi, nhất là tôm hùm với cả cua ấy, ngon. Em thấy bên này cái gì cũng rẻ nhỉ, từ rau này rồi hải sản rồi thịt đều rẻ hết nhỉ. Bên này thì nếu mà đồ ăn thì bên này mình phải nói là rất là giá rất là hợp lý. Nếu mà mình mua mình đi chợ thì về thì rất là rẻ. Nhưng mà nếu mà mình ăn ở nhà hàng thì là tốn đấy. Thế là anh sang bên này lâu chưa anh? Mình ở đây thì là được 10 năm rồi. 10 năm. Hôm vừa rồi hôm qua mình vừa lấy cái thẻ đi là 15 lần thứ 10 về. Thì lúc mình mới ra trường thì làm được ở Việt Nam được khoảng tầm nửa năm thì mình sang đây luôn. Anh hồi trước anh ở Việt Nam anh học về cái gì ấy? Mình thì học về tài chính ngân hàng. Tài chính ngân hàng. Nhưng mà sang bên này thì doanh số mình chả biết được thì mình làm cái gì mình cũng làm hết, kinh doanh mình làm tất. Đấy. 10 năm mà lúc đấy anh bao nhiêu tuổi? Lúc ấy mình khoảng 23 tuổi. 23 tuổi. Thế là 23. Em thấy là hôm nay vừa chị Ngọc dẫn kiểu sang đây thì thấy kiểu như là mọi người, những cái người trẻ ở đây, ví dụ như cháu của anh ấy, thì sang bên này là có anh với cả chị ở đây rồi thì kiểu như là những cái người đi trước rồi ấy. Thì sao bên đấy nó đỡ rồi, nhưng mà cái hồi mà anh sang đấy là đã có quen ai rồi, kiểu như là lý do gì mà anh quyết định anh sang bên này mà anh làm chưa? Nhưng mà cái câu chuyện của mình ấy thực ra nó rất là dài. Khi mình sang bên này thì là lúc ấy là có một ông anh, anh em con chú con bác, anh là anh Vũ Giao Luyện. Thì anh ấy là người đang làm cho Movietel vào thời điểm đấy. Thì anh ấy bảo bên này thì thị trường rất là tiềm năng. Kiểu như còn đang giống như kiểu Việt Nam cách đây khoảng chục năm, 20 năm ấy, tức là cái thời điểm đấy. Thì anh bảo bây giờ mày ra trường thì mày thấy ở Việt Nam ổn không, không ổn thì mày thử khám phá một cái vùng đất mới xem. Thì mình kiểu mình tuổi trẻ mà, thì mình bảo là Việt Nam thì lương nó cũng thấp. Mình cũng muốn trải nghiệm mà, thôi anh cứ cho em đi. Thì sang bên này thì cứ túc tắc làm rồi cũng mở công ty, mấy anh em chung nhau mở công ty thì cũng khoảng 5-6-7 người. Thì chia ra thì làm thì cứ thế nó lớn mạnh dần lên. Sau khi nó lớn lên rồi thì các anh ấy về nước. Thì mấy anh đầu tư ban đầu là anh về nước thì các anh ấy để lại công ty cho. Thì bắt đầu mọi người bắt đầu tách dần ra thì sẽ mỗi người một công ty riêng. Thì mình sau đó mình cũng trải qua rất nhiều thời kỳ, rất nhiều thăng trầm. Thì cuối cùng thì cũng tạm ổn định. Đúng rồi. Thế em thấy nhà mình là anh chị là làm khá nhiều công việc nhỉ? Nào là mini siêu thị này, nào là đấy như chị lại mới mở cửa hàng nữa đúng không? Nào là bây giờ đây chỗ này là mọi người là chuyên bán, bây giờ là mở công ty rượu luôn đúng không anh? Đây là cái một doanh nghiệp mới của mình. Mình mới phát triển từ tháng 1 năm 2023. Tức là đây là mình là nhà phân phối độc quyền rượu của Việt Nam mình đấy. Dòng hai dòng, dòng thứ nhất là dòng whisky Bucerok này. Dòng thứ hai là dòng bên này nó gọi là cô nhà kề, nhưng mà Việt Nam nó gọi là cô nhắc. Tức là cái dòng này là dòng Machan, thì đều là từ bên rượu Chiến Trung của mình. Đều là nhà máy của Chiến Trung ở trên Tuyên Quang. Thì nói chung là nằm cơ duyên được ông ấy giới thiệu và kêu gọi mình tức là hợp tác để phát triển đấy. Thì anh ấy trong cái công ty này thì là nhà máy là có sự đầu tư của cả nhà máy nữa, không phải của mỗi mình. Đấy, các bạn thấy là đấy, anh sang này là đầu tiên ở trong gia đình, thế là xong là anh sang này, xong là anh cả anh chị, xong là mấy Ngọc Anh rồi các cháu mới sang đúng không? Mình thì như thế này, tức là khi mình sang bên này mình thấy bên này nói chung là làm ăn nó cũng thuận lợi ấy. Thì mình cũng noi gương ông anh của mình là anh Vũ Giao Luyện ấy, thì là mình cũng đưa mọi người sang để mọi người, ví dụ như là những mọi người ở nhà có công việc nhưng mà nó không được thu nhập tốt là một này. Cái thứ hai là những người mà mọi người ở nhà mà kiểu cũng gặp khó khăn nhưng mà mọi người rất là giỏi. Người Việt Nam mình rất là giỏi nhưng mà cũng gặp rất nhiều khó khăn. Thì mình cũng mời mọi người sang bên này để mọi người đầu tiên là làm cho mình. Nhưng sau đó thì mọi người phát triển bản thân lên thì mình cũng tạo điều kiện để mọi người làm riêng. Thì đến ngày hôm nay thì nói chung là mọi người cũng khá là ổn định rồi. Trong đó thì có các cháu rồi em gái. Đợt vừa rồi mới nhất thì đưa thêm hai đồng chí này, đồng chí Huy này sang.
Đồng chí Huy này bây giờ hiện tại vẫn là đang làm ở tôi, quản lý kho ở đây. Vâng. Một đồng chí mới nữa là đồng chí Duy. Vâng. Thì đồng chí Duy thì là anh trai của đồng chí này, thì đang làm cho nhà hàng ở bên chỗ Ngọc Anh đây, vâng. Em gái của mình. Vâng. Đấy. Thế bây giờ thì anh làm chuyên công việc ở Mozambique này, nhưng mà ở Việt Nam anh có kiểu như có làm thêm với cái gì ở Việt Nam không anh? Ở Việt Nam mình thì mình cũng có đầu tư một công ty về công nghệ. Công nghệ luôn. Nhưng mà cái đóng góp của mình ấy thì nó về mặt là kỹ thuật là chủ yếu, còn vận hành thì tất cả là team nó làm rồi. Anh mấy anh em làm hết rồi, mình thì chịu trách nhiệm về kỹ thuật thôi. Thì nói chung là cái thời gian mình bỏ vào cũng không nhiều. Mình bỏ vào khoảng tầm 1-2 tiếng một ngày thôi. Mình vẫn đầu tư chủ yếu bên này. Thôi để tôi uống nước đi, xong là tôi mời đồng chí đi thăm cái kho rượu của tôi luôn. Nhá. Ok, đi. Vừa em xuống em thấy rồi, kho quá trời, kho to. Đâu, cũng bình thường thôi. Rượu thì cái giá trị của nó rất là cao. Vâng. Nên là cái kho chỉ cần như thế này là vừa rồi. Vâng. Ở đây là nó trông nhỏ như này thôi, nhưng mà nó tương đương với là khoảng là 6 container đấy. Ui dồi, 6 container. Trời ơi. Bây giờ em đang nghĩ cái cảnh mà ví dụ như là em đang muốn kinh doanh rượu chẳng hạn. Mà em nghĩ đến cảnh mà anh ví dụ như là đi tìm kiểu như cái chỗ nguồn rượu này, rồi cái mình kiểu như là sao nhỉ, khảo sát thị trường để bắt đầu mình kinh doanh, là em muốn nổ tung cái đầu. Không, cái này thực ra nó là thứ nhất là một cơ duyên. Vâng. Mình am hiểu về rượu thì phải là nhà máy người ta hiểu. Còn cái cơ duyên của mình là mình gặp được người ta, cái thứ hai là sau đó mình khảo sát thì mình là người đã sinh sống và làm việc ở đây một thời gian rất là dài. Vâng. Mình hiểu được cái văn hóa của họ thì cái đánh giá thị trường của mình nó sẽ nhanh hơn và tiết kiệm thời gian hơn một xíu thôi. Chứ còn cái này vẫn chủ yếu là người dân người ta phải đón nhận. Ví dụ cái sản phẩm của mình là có thể rất là tốt nhưng chưa chắc là thị trường họ đã thích. Nhưng được cái là cái sản phẩm của mình hiện tại bây giờ là được thị trường đánh giá rất là cao. Nên là cũng có rất nhiều tiềm năng. Ok, mình đi xuống dưới này đi. Okay. Đây đi. Đây là bàn reception. Reception. Đây, ở đây. Anh Huy ơi, mở kho cho em với. Khóa phải có chìa khóa. Đấy, anh Huy mở ra. Huy là quản lý kho ở đây. Trời ơi, nhìn cả cái cơ đồ này ấy, phải tiền triệu đô đâu phải đùa đâu. Không đến. Đấy là anh em thấy anh kiêm tốn đấy. Nhưng mà đúng là em thấy anh sinh năm bao nhiêu rồi anh? Mình sinh năm 91. Ôi trời ơi, các bạn ơi thấy chưa, đấy anh 91 thôi mà toàn kiểu như đây là rất giỏi đúng không? Đây là những cái chai rượu loại nhỏ, loại một hơn 100 ml thôi. Vâng. 175 ml. Trẻ tuổi mà cũng là doanh nhân thành đạt ở Mozambique đấy các bạn. Nhưng mà nếu mà đây, làm kiểu như làm lớn như thế này mà sang anh thấy là làm ở bên nước ngoài này kiểu như có khó khăn nhiều về ví dụ như các thứ không? Nói chung là nếu mà không có hiểu biết về văn hóa là một, về pháp lý là hai, là cũng khó. Bởi vì thứ nhất là các cái sản phẩm này nó thuộc dạng là hàng tiêu thụ đặc biệt. Vâng. Thì các cái hàng tiêu thụ đặc biệt thì cái chi phí về thuế nó rất là cao. Vâng. Thì mình sẽ phải tính toán rất kỹ. Vâng. Nhiều khi là mình mua thì cái giá của mình rất là tốt. Vâng. Vì là mình là có hợp đồng với bên nhà máy thì hợp đồng cái giá rất là tốt. Vâng. Nhưng không có nghĩa rằng là mình sẽ có cái giá cuối cùng đến tay khách hàng là giá tốt. Vâng. Bởi vì cái giá đến tay khách hàng ấy nó sẽ phải qua là đầu tiên là thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng và rất nhiều các chi phí liên quan khác. Sau đó mới đến cái lãi của nhà phân phối. Vâng. Sau đó mới đến tay người tiêu dùng. Vâng. Thế nên là cái giá nó từ 1 đồng nó thành 3 đồng, 4 đồng. Vâng. Mà thực ra cái đấy mình phải có kinh nghiệm thì mình tính được. Còn về Mozambique thì mình thấy là một thị trường tương đối mở. Tương đối tiềm năng. Và rất nếu mà người Việt Nam mình mà sang bên Mozambique đầu tư mình thấy rất tiềm năng luôn. Thế như anh sang là cái thời gian đầu mà trước kia kiểu chục năm trước mà mới đầu sang là anh có thấy khó khăn không? Kiểu như cái kiểu mình thấy thì cái thời điểm mình sang ấy mình còn thấy nó dễ hơn bây giờ. Bởi vì cái lúc đấy là cái
cái nhu cầu về hàng hóa, nhu cầu về hàng hóa là một này, nhu cầu về dịch vụ là hai này, là rất là cao. Mà cái thời điểm đấy là cái tính cạnh tranh là nó kém. Ví dụ như là lúc mình mới sang ấy thì là mình startup bằng một cái công ty, đó là công ty K Computer. Công ty đấy là chuyên về cung cấp office material, tức là về về văn phòng phẩm. Thì gồm có mực in này, giấy in này. Thì thời điểm đấy là tại sao mình công ty mình lại đầu tư cái mảng đấy? Vì là thời điểm đấy là tất cả thị trường là đang cái lọ mực ấy là rất là đắt, nó trị giá là khoảng 150 đô, 100 đến 150 đô một lọ mực. Lọ mực viết lọ mực không, cái lọ mực in ấy, cái lọ mực để cho máy in ấy, đen trắng ấy. Thì khi mà mình sang bên này ấy, thì là mọi người dùng cái lọ mực xong rồi mọi người vứt đi. Nhưng ở Việt Nam mình ấy thì là có một cái kỹ thuật, đó là kỹ thuật đổ mực, tức là mình cái lọ mình refill, mình đổ cái, tức là vẫn cái lọ mực đấy, mình cho mực khác vào. Đấy, mình bơm mực khác vào xong mình lại tiếp tục dùng được. Thì bên mình start up bằng chính cái việc đấy đầu tiên. Mình cũng có học ở Việt Nam trong vòng hơn 3 tháng rồi đấy. Xong mình sang bên này thì là mình start up cái đấy, thì là những cái đấy thì thời đấy là không có. Thì bây giờ bắt đầu là có những cái dịch vụ đấy rồi. Và thậm chí là có khoảng rất nhiều doanh nghiệp bắt đầu làm những dịch vụ đấy rồi. Đấy là mình chỉ cái ví dụ thôi. Thì còn rất nhiều ngành nghề khác mà ở bên này nó thiếu thốn. Từ hàng hóa đến dịch vụ thì thời điểm đấy mình cảm thấy dễ hơn là bây giờ. Đấy là cứ làm cái gì ra kiểu người ta cũng nhu cầu người ta quá nhiều mà không có ai cung ứng được, đúng không nhỉ? Nhưng mà mình nói đến Mozambique thì mình phải nói đến con người Mozambique. Con người Mozambique mình cảm nhận họ rất là hiền lành. So với khu vực thì là về mức độ chịu khó họ cũng rất chịu khó. Họ rất ham học hỏi. Tức là về nếu mà để về so sánh về so với cái độ nhanh nhẹn so với người Việt Nam thì sẽ không bằng. Việt Nam mình là so với đi đâu cũng được khen ngợi là chịu thương chịu khó, rất là chăm chỉ chịu khó và rất là giỏi. Nhưng mà người Mozambique họ cũng có những cái tố chất đấy. Ví dụ mình sang các nước khác thì sẽ thấy rằng là họ rất là lười. Như các nước châu Phi khác ấy thì họ rất là, nhưng mà Mozambique ấy mình lại thấy họ rất là ok. Thế nên là mình thấy bên này rất tiềm năng. Mà kể cả ra cái việc mình ra ngoài đường các thứ, mình an ninh ở bên này cũng rất là ổn. Chắc là bạn sang bên này là chưa gặp cướp bao giờ đúng không? Công nhận. Đấy, em đã đi nhiều nước châu Phi nhưng mà em thấy về Mozambique người ta cực kỳ hiền lành luôn ấy, và rất mọi thứ nó cứ êm đềm ấy. À, bạn có phải là Lê Khả Giáp không? Vâng, em Lê Khả Giáp, mình có xem một video của Lê Khả Giáp. Là ở bên Ethiopia hay sao nhỉ? Đúng không? Bộ lạc đúng không? Không, hoặc là đất nước gì đấy mà bạn đi quay một cái cảnh ở chợ. Xong là bạn chỉ quay thôi mà người ta cũng khó chịu với bạn đấy. Đúng rồi. Ở bên này chắc không bị thế đúng không? Đúng rồi, bên này thì cực kỳ hiền lành luôn. Đấy. Đấy thì anh xem anh biết là những cái nước châu Phi khác em đi là em thấy nhiều người ta giữ cực kỳ luôn đấy. Qua cửa hàng mình cũng như ở trên đường phố ấy, ai cũng nhìn ra và cười đúng không? Đúng rồi. Còn riêng ở các một số cái nước khác khi mà bạn quay có thể là bên đấy gặp khó khăn một chút với người bản địa. Em qua đây lâu chưa Huy? Em ở bên này được 6 tháng rồi ạ. 6 tháng à? Vâng. Tức là sang bên này thì có người nhà ở đây thì thoải mái hơn rồi đúng không? Vâng, có được cái có người nhà ở đây thì thoải mái. Không phải lâu. Em 2 mấy tuổi sang bên này quen ai chưa? Quen em nào chưa? Em chưa làm gì. Em thực ra thì em thấy cảm giác là yêu vào mệt hơn ấy. Chả thấy ấy thì cảm là tốt nhất cứ FA dễ. Thế là sang đây là tập trung là kiểu như là muốn làm việc đúng không? Vâng, tập trung sự nghiệp trước rồi người yêu sau. Thế là tốt. Đúng rồi, em thấy là cả gia đình mình, đại gia đình 9X, 2K là sang đây ai cũng kiểu có một cái quyết tâm về muốn kiểu thay đổi cái cuộc sống của mình ấy, rất hay. Như câu chuyện của Huy đấy cũng vậy, vừa mình trêu là đã quen em nào chưa, nhưng mà Huy nói là kiểu như muốn tập trung về làm việc hơn là nghĩ về cái chuyện đấy. Thực ra Huy năm nay là 22 là mấy nhỉ? Em sinh năm 2002. 2002, năm nay là 23 đúng không? 21 rồi. Đấy. Em mới 21 rồi. Cái tầm tuổi này mình ở trước là mình toàn chỉ nghĩ là tán em nào rồi đấy. Nhưng mà Huy mà sang đây là được cả anh Ca và chị Ngọc và những người đi trước mà dìu dắt như vậy rồi thì đúng là chúc em thành công tương lai nhá. Vâng, em cảm ơn. Nhưng mà đấy lại nói câu chuyện này em lại thắc mắc là làm sao mà anh chị mà có thể quen nhau ở bên này được. Thực ra thì để mà nói thì cái câu chuyện mà duyên số là mình tin. Mình hoàn tin hoàn toàn, bởi vì khi mình sang bên này ấy, thì giống đồng chí Huy đây
mình chỉ nghĩ là làm ăn thôi. Nhưng mà khi mà sang bên này thì mình gặp Ngọc đây là một cái duyên. Và mình thấy cái khi gặp đến Ngọc này, mình cảm giác như là mình đây là chính là người vợ tương lai của mình đây rồi. Ừ. Và mình quyết tâm bằng mọi cách để mình cưới vợ mình luôn. Ừ. Ngọc thì có thể kể qua câu chuyện nữa là cho Giáp biết rằng là vợ chồng mình quen nhau như nào. Thực ra thì khi chị sang bên này thì chị cũng không có nghĩ đến yêu đương ai hết ấy. Chị cũng chỉ muốn là làm tốt cái công việc của mình. Nhưng mà bởi vì là cái này đối với anh Ca thì nó giống như kiểu là một cái việc gì đó là cái duyên ấy. Khi mà chị quen với anh Ca thì chị rất là ghét ông này chứ không phải là yêu luôn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bởi vì khi mà chị muốn tìm hiểu về đất nước Mozambique thì chị có nhắn tin hỏi ông ý là anh ơi anh có thể giới thiệu về đất nước Mozambique không? Thì ông ý có nhắn cho mình là đất nước Mozambique bao gồm đất và nước. Thì mình nghe thấy ông này kể kêu quá. Thế mình với gọi điện thoại cho bạn thân của mình, mình bảo là Hòa ơi, ông này ông quá là kiêu căng. Sao mình ghét ông này thế, lần này mình phải trả thù ông này mới được, mình sẽ tán bằng được ông này thì thôi. Không ngờ rằng là mình chỉ nói vậy chơi chơi thôi. Thì về sau thì mình làm sao mà răng bẫy ông này ông ý tán mình thật. Thì nói chung là câu chuyện tình cũng dài bên này. Để mà tán được mình thì cũng khá là vất vả, bởi vì mình cũng ghét ông ý từ đầu mà. Cuối cùng là mình đổi người. Cái này người ta gọi là vì ghét của nào trời trao của ấy đấy. Thế đúng rồi, đúng rồi. Thì thực ra là đời... Thực ra là thấy anh này có ảnh groom like đẹp trai quá thì mới vào nhắn tin hỏi là anh ơi có thể giới thiệu không, nhưng mà kiêu quá. Thế mình quyết tâm phải làm cho ông này phải tán mình thì thôi. Cuối cùng là đã thành công. Thế anh chị bây giờ là có cháu chưa? Vợ chồng mình bây giờ là có một con trai rồi, được hơn một năm rồi. Bây giờ là cháu nó ở Việt Nam vậy? Đầu tiên là đẻ thì đẻ bên này. Nhưng mà vừa rồi có cho cháu nó về Việt Nam để kiểu có cái không gian để nó vui chơi. Đợt tới mình có thể đưa cháu lại sang bên này. Nói chung cứ đi đi về về thôi. Hôm nay Giáp có kế hoạch gì chưa? Em chưa. Thế hôm nay gia đình nhà mình là tổ chức là cái buổi 20 tháng 10 cho chị em trong gia đình thì mời Giáp tham gia cùng gia đình cho vui nhá. Ok rồi này. Thế thì tối nay nhá. Dạ. Ok. Rất cảm ơn anh chị và tất cả mọi người đã dành thời gian ngồi nói chuyện với em. Ok. Có gì đâu. Có gì thì tối nhá. Tối nay đúng không? Tối nay nhá. Dạ ok. Thì hẹn anh chị tối nay mình gặp lại. Ok ok. Rồi chào Huy nhá. Vâng. Ok. Buổi tối đây thì mấy anh em kiểu như là ở đây là cũng chơi thân và quen biết nhau ấy. Thì hôm nay cũng tầm gần 20 người sẽ đến quán của Phở Việt này và sẽ tổ chức ngày gọi là 20 tháng 10 các bạn ạ. Thì hôm nay đây thì mình, trước khi đến đây cũng mấy người rồi, nhưng mà tình cờ đây thì mình có gặp anh Hiếu các bạn, anh tên Hiếu đúng không anh? Chào các bạn nhé. Hiện anh quê ở đâu và anh năm nay bao tuổi rồi anh? Chào các bạn, mình tên là Hiếu và là mình đang là chuyên gia y tế ở Maputo, Mozambique. Mình quê ở Bắc Giang. Hiện tại thì mình đã sinh sống ở đây được năm nay là năm thứ tư rồi. Bước sang năm thứ năm rồi. Bắc Giang. Em ở Hải Dương này. Nam Sách anh biết không? Okay. Nam Sách với Hải Dương với nhà anh thì gần nhau lắm, cách nhau có con sông thôi. Khi là anh em mình sẽ có nhiều dịp gặp nhau nữa đấy. Tết anh về không? Anh có chứ. Năm nào anh cũng phải về. Tết về gặp nhau nhá. Ok, nhất trí. Thế là chắc cách tầm khoảng 30-40 cây rồi nhỉ? Tầm đấy đấy, tầm 30-40 cây thôi. Thế là anh làm bên này là chuyên gia y tế bên này luôn. Đúng rồi. Thế là cái anh, cái gì nhỉ? Em thấy là kiểu như là về cái vấn đề y tế ở bên Mozambique này thì anh thấy là mọi người là có nó kiểu như nào anh? Kiểu người ta có thiếu thốn nhiều về y tế không hay là người ta đầy đủ hay là như thế nào anh? Anh có thể chia sẻ giúp em được không? Ở bên này thì về y tế của Mozambique cũng như là châu Phi nói chung ấy thì đa phần nó họ vẫn đang rất là yếu về y tế, cho nên là họ rất là cần những nguồn nhân lực của y tế của các nước phát triển, ví dụ như là châu Âu này. Và Việt Nam mình thì nhiều năm về trước cũng rất là nhiều bác sĩ, nhưng hiện tại thì ở đây chúng ta còn có 5 bác sĩ
năm bác sĩ chuyên gia thôi. Còn thì các chuyên ngành khác thì họ cũng đa phần là cũng kiểu các cô chú sang đây ấy, là cũng lớn tuổi. Thì các bạn các cô chú ấy thì đã phục vụ ở đây nhiều năm rồi và cũng có tuổi rồi, các cô chú về hết rồi. Vâng. Hiện tại giờ chỉ còn có 4-5 người thôi. Mình là người trẻ nhất. Mình sang đây thì cũng năm nay năm thứ năm, nhưng mà mình thấy là cái đất nước và con người của Mozambique thì thân thiện và rất là thích nghi. Thích nghi rất là tốt với lại về cơ bản là ở đây thì cuộc sống là yên bình, người dân thì hiền lành. Và y tế thì từng ngày một thì họ cũng đã cập nhật dần rồi. Mình nghĩ là trong thời gian tới thì cái chất lượng y tế của họ cũng tương đối là cũng sẽ đi lên. Mà theo em cũng có đứa em gái nó học y Hải Phòng ấy, thì để mà em cũng có lần em nghe nó chia sẻ với em là để mà làm ví dụ chuyên gia mà sang nước ngoài chẳng hạn, mình phải học, nói chung là học xong rồi đã học y rồi đúng không, nhưng mà phải mất 5-6 năm học y rồi này, mình phải lên thạc sĩ tiến sĩ thì mình mới sang được làm chuyên gia đúng không? Đúng rồi, về cái yêu cầu của chuyên gia ấy thì là mình phải tốt nghiệp sau đại học. Ít nhất là phải thạc sĩ trở lên thì mới đủ tiêu chuẩn để đăng ký đi làm chuyên gia y tế ở nước ngoài. Mình thì cũng có cái cơ duyên rất là may, nên là vì khi mà mình tốt nghiệp cao học xong ấy thì đúng là cái lúc mà họ tuyển cái nguồn nhân lực đi ấy, thì mình cũng mạnh dạn đăng ký và học tiếng ở Việt Nam 5 tháng thôi. Sang đây thì lúc đầu tiên cũng bỡ ngỡ lắm, chả biết cái gì cả, vì cái ngôn ngữ này rồi để văn hóa của họ khác xa với Việt Nam mình. Khi mà sang đây rồi thì dần dần thì mình thấy là cái thời tiết ở bên này rất là tốt, tốt hơn Việt Nam đấy. Với cả là đồ ăn thức uống ở đây cũng rất là rẻ, đặc biệt là hải sản. Và hy vọng rằng là Mozambique ngày càng sẽ phát triển và sẽ thu hút được nhiều cái nguồn nhân lực chất lượng cao hơn. Để mà gọi là sao nhỉ, đấy ví dụ như là anh đã học, anh học ở đâu anh? Mình học thì mình học ở Hà Nội. Đã học ở Hà Nội. Thế là để mà đã học rồi này, rồi là lên bằng thạc sĩ rồi này, mà lại kiểu như là tại sao anh lại có quyết định muốn làm kiểu như sang bên Mozambique này, mình kiểu như là mình làm việc hả? Quyết định ở đây làm việc công tác ở đây á? Nói về cái này thì đúng là cũng là có một cái đó là cái quyết định mà phải nói là rất là khó khăn đối với anh ấy. Tại vì khi mà ở Việt Nam ấy thì anh học xong cái sau đại học ấy thì ở Việt Nam anh đã là trưởng khoa rồi. Trưởng khoa của một bệnh viện công. Và khi đấy thì có rất là nhiều người nói, khi mà anh đã quyết định đi sang đây ấy thì có rất nhiều người nói. Và đặc biệt là một anh phó giám đốc của viện anh ấy nói là người ta mua danh 3 vạn, chú thì đang bán danh 3 đồng. Và đúng là như thế thật. Vì là ở cái vị trí như mình thì rất là nhiều người muốn mà không được. Và mình lại vứt bỏ đi một cách rất là dễ dàng để mình đi đây. Nhưng mà thôi, đấy mình nghĩ là chắc là mình có duyên với lại châu Phi, và cũng nói châu Phi nói chung và Mozambique nói riêng. Tôi cũng cảm ơn châu Phi rằng nhờ có châu Phi mà mình cũng có rất là nhiều thứ. Như có những cái trải nghiệm mới này. Có những cái mối quan hệ mới và đặc biệt là về kinh tế thì mình cũng đã được cải thiện rất là nhiều so với khi mà mình ở Việt Nam. Cảm ơn châu Phi. Thế vậy như là kiểu như là mình sang bên này, cái con người kiểu như là cái người Mozambique, người ta có kiểu như là tôn trọng những người bác sĩ mà từ chuyên gia hay các thứ mà anh có thể chia sẻ cho em được? Cái đấy thì rất là tuyệt vời, vì là mình cảm nhận được sự rõ ràng là ở đất nước xa xôi như này thì tất cả những người dân ở đây đa phần người ta rất là tôn trọng bác sĩ. Thì khi mà mình chỉ cần show ra cái thẻ làm việc của mình thôi, từ người dân hay là những cán bộ bình thường hay là công an, cảnh sát ấy, cảnh sát giao thông ấy, thì họ rất là tôn trọng. Khi mà mình nói mình là bác sĩ ấy, thì là họ rất là tôn trọng và họ luôn tạo điều kiện hết mức, không có bắt bẻ gì đâu. Ví dụ như là mình có vô tình mà ví dụ như công việc của mình bận bịu ấy, mà mình có chạy quá tốc độ một xíu ấy, thì công an họ dừng lại, nhưng mà khi mà mình nói về cái việc mình là bác sĩ thì họ lại rất là thông cảm. Họ chào luôn, họ chào, họ cho mình đi luôn, không có phạt việc gì bao giờ. Em hỏi tế nhị một câu này, ví dụ như là không nói với anh, nhưng mà ví dụ như những cái bác sĩ mà người bản địa ở đây ấy, mà người ta làm cái mức lương của người ta thế nào, cao hơn những cái
những cái gọi là những cái công việc khác không? Đúng rồi, ở đây thì những người mà được học ấy, học hành tốt nghiệp đại học trở lên ấy, thì họ có một mức lương rất là hậu hĩnh so với người lao động bình thường. Thông thường những các bạn lao động bình thường ấy thì mức lương trung bình của họ chỉ có 100 đô hoặc hơn 100 đô một xíu. Thế nhưng mà những bác sĩ hoặc những nhiều người không riêng thì bác sĩ đâu, kể cả những ngành khác, người ta cứ học đại học xong là họ có một mức lương riêng tầm khoảng độ 30-40 nghìn mê, nó cũng tương đương với khoảng độ 400-500 đô. Cái mức lương khởi điểm người ta rất là tốt so với lại người Việt Nam mình. Người Việt Nam mình thì mức lương khởi điểm rất là thấp. Nhưng mà ở bên này thì họ cũng có cái chuyên gia của họ cũng lương cao, họ phân biệt rõ ràng bằng cấp luôn. Thế chứng tỏ là ví dụ như 300-400 đô là so với bên này, ví dụ người bản địa là rất nhiều luôn, rất đúng không? Là nhiều đấy, cực kỳ nhiều luôn, có thể no được rất là nhiều thứ đấy. Họ là người một trong số những người giàu ở đây đấy. Các bạn biết là cái Mozambique này là một trong những cái nước mà nghèo ở châu Phi, nghèo bậc nhất ở châu Phi và cũng như trên thế giới đấy. Thì mà đấy, như anh nói đấy, là mọi người rất tôn trọng những cái công việc mà học hành, và đặc biệt học hành nói riêng và học hành nói chung và bác sĩ nói riêng. Đấy, thì mình thấy là nhiều khi như thế là cũng có thể là những cái người ví dụ như là bác sĩ hay là giáo viên mà đi ra trường ấy nhỉ. Mình không phải là lo về cái kinh tế đúng không? Mình có thể đầu óc mình là tập trung vào cái công chuyên môn của mình. Rất hay đúng không? Họ không có nghĩ là phải làm thêm ở ngoài đâu. Thông thường nó không như Việt Nam, nó đối diện, nó trái ngược với Việt Nam luôn. Dạ. Việt Nam mình thì bác sĩ ở trong công lập ấy thì gần như là chỉ đủ no cuộc sống bình thường thôi, để dư giả ra là rất là khó. Và lúc nào cũng chỉ tìm cách nào đầu ra làm phòng khám tư. Phòng khám tư và những cái nọ kia, nói chung bệnh nhân ngoài để mình kiếm thêm thu nhập. Nhưng mà ở đây thì họ đa phần là họ chỉ có tập trung vào cái công việc của họ thôi. Với cả là ở đây cái dịch vụ y tế họ cũng rất là đắt. Nên là người dân để mà được trải nghiệm cái cuộc sống với phòng khám tư ấy thì là họ không có điều kiện. Họ chỉ có vào bệnh viện công thôi. Ở bệnh viện công thì họ không mất tiền. Gần như là miễn phí 100% luôn. Không mất một đồng nào luôn. Nên là họ sẽ không có nhu cầu của buổi phòng khám tư đâu. Thế chứng tỏ là các bạn ạ, đi nhiều nước trên thế giới này thì mình thấy là không phải là những mình cứ đến những cái quốc gia mà phát triển như châu Âu mình mới có cái học hỏi đúng không? Nhưng mà đi ví dụ như mình câu nghe câu chuyện của anh Hiếu chia sẻ ở đây thì mình thấy là những cái người mà ví dụ cái kiểu như là cũng có rất nhiều thứ mà để mình có thể là mình học hỏi được từ những cái đất nước nghèo này cũng rất hay. Rồi em cảm ơn anh về cuộc chia sẻ này. Thì em cũng rất hãnh diện khi mà một bác sĩ chuyên gia đến đây, có thể từ Việt Nam sang đây và có thể giúp ích được rất nhiều cho cái cuộc sống của người bản địa ở đây. Thì đây cũng là một cái sự hy sinh rất lớn, một bọn có làm trưởng khoa ở một bệnh viện ở Việt Nam mà bây giờ lại sang bên này hy sinh để sang xa gia đình, một cái sự rất tôn trọng anh. Giáp thì là cũng là thần tượng của mình đấy nhé mọi người nhé. Mình cũng hay xem clip của Giáp lắm, cũng thần tượng mà một ngày nào đấy cũng được đặt chân cùng với lại người em gần quê. Hy vọng là một ngày nào đấy anh em mình sẽ gặp nhau ở Việt Nam, gặp chuyện trò nhiều hơn nhé. Chúc em rất nhiều sức khỏe trên đường hành trình gọi là vòng quanh thế giới của em nó suôn sẻ và may mắn. Cảm ơn anh. Bây giờ anh em mình sẽ đợi mọi người đến đông đủ và chúc mừng ngày 20 tháng 10 ha. Đây là bữa tối của tất cả gia đình đấy các bạn, mà có thêm vài người nữa, 5-6 người nữa, nhưng mà mọi người đang gọi điện là tới tối muộn một chút. Và đây các bạn mà anh Ca mang cả rượu qua này đó. Thì thì hôm nay là ngày 20 tháng 10, chúc tất cả chị em phụ nữ là một ngày 20 tháng 10 vui vẻ ha. Ok. Cái gì vậy? Nha, 20 tháng 10 nhá, 20 tháng 10 nhá. Ok, ok. 20 tháng 10 nào. Cái này của ai mượn, tin của lại. Sức khỏe nhá. Chúc sức khỏe mọi người. Yo. 2, 3, 2. Yo. 2, 3, 2, 3. Wow. Hết luôn à? Hết mà em. Tập hôm nay thì mình cũng xin phép kết thúc ở đây. Thì đấy, thì các bạn thấy là khi mà mọi người sang ở một cái đất nước xa lạ này thì rất quyết tâm và mọi người rất là tuyệt vời luôn đúng không? Thì các bạn đừng quên ấn like và đăng ký kênh để đón chờ những cái trải nghiệm mới nhất của mình trên hành trình này nhá. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Thì chúc những cái khán giả mà trên kênh là ngày 20 tháng 10 vui vẻ. Ok, bye bye. Xin chào. Lại đây rồi.